Xin chào quý vị, trả lời chương trình của chúng tôi hôm nay là gồm có 4 kênh luôn nha quý vị. Đó là kênh Bình Điện TV của Minh Giang, rồi kênh của anh Khải Đào. Anh Khải Đào thì có lẽ là 3-4 kênh, là bây giờ là cái kênh của anh là cứ kênh Việt Media đi, KDTV Việt Media. Vâng, thì kênh của anh Việt Di Chú. Việt Di Chú, Vũ Nguyễn. Việt Di Chú TV. Phố Việt Media, Michael. Vâng, thì hôm nay là anh em chúng tôi gặp nhau ở tại một cái nhà hàng gọi là Golden Sea, trong một cái buổi mà ông Phát Bùi tranh cử, gây quỹ để mà tranh cử. Thì có lẽ rằng hôm nay mà gặp được các anh tình cờ như thế này đó, thì có lẽ là mời Khải Đào trước nha. Dạ. Là chúng ta thấy rằng cái sự kiện của cộng đồng trong mấy ngày vừa qua thì cái điều gì nổi bật thưa anh? Thưa anh, rõ ràng nếu mà quý vị theo dõi thì như là trên đường Khải đến đây thấy Football Star TV đang phỏng vấn ông thị trưởng Charlie. Vâng. Đúng không ạ? Mà hôm qua thì cô Amy cũng đã lên. Và rõ ràng ngày hôm thứ tư thì mọi người anh em mình chắc là cũng đã theo dõi là thấy kênh của thành phố nè, đúng không ạ? Rồi anh Jimmy Huỳnh, rồi Khải với anh Minh Giang, kể cả Phúc Bù Sa TV với ký giả Đoàn Chồng cũng là nhân vật chính. Thì Khải nghĩ Khải để mọi người tự kết luận, có cái nhận xét về cái sự kiện đó. Chứ nếu mà Khải nói một lần nữa nó sẽ không có được công tâm, đúng không anh? Tại vì mọi người biết là Khải sẽ nói cái gì rồi. Ý anh muốn nói là cái sự chỉ trỏ giữa một cái người nghị viên là Nam Quang, Nguyễn và... Cái buổi họp đó anh, cái phần mà Nam Quang, đương nhiên là Khải đã lên án Nam Quang và sẵn cho phép Khải nói luôn là chúng tôi sẽ tiến hành bãi nhiệm Nam Quang. Và đó là thêm một cái lý do, một cái hình ảnh, đúng không ạ? Nó thể hiện cái bản chất côn đồ, lưu manh, bất xứng của Nam Quang. Và đó là lý do tại sao mà Khải rất là cảm thấy an ủi, là bây giờ từ từ mọi người đã thấy được những cái lời tố cáo của chúng tôi là hoàn toàn là có cơ sở và là sự thật, đúng không? Vũ, anh em mình Vũ ủng hộ Khải. Và nhưng mà trước đây rất nhiều người, người ta, anh Michael biết không, kể cả anh Michael, đúng không ạ? Hồi đầu anh cũng không tin Khải, anh nghĩ là chắc là thù oán cá nhân hay là phe đảng hay là vận động tấn công bôi nhọ nhau, đúng không? Thành ra Khải hy vọng từ từ đồng hương, cử tri mọi người sẽ biết là cái chuyện Khải làm hoàn toàn Khải không dám nói là công tâm, chính trực, khách quan gì, nhưng mà rõ ràng là sự thật. Khải hoàn toàn không có vu khống, chụp mũ, bôi nhọ Nam Quang. Và cái chuyện chúng tôi muốn tiến hành bãi nhiệm Nam Quang là để cộng đồng có một người xứng đáng hơn đại diện chúng ta. Mà nếu mà ngày hôm qua quý vị coi cái buổi họp đó thì quý vị thấy là những cái người đó có xứng đáng đại diện cho chúng ta hay không? Vâng, Vũ thì nghĩ thế nào? Em thấy trên những cái clip của những cái kênh mà đưa cái buổi họp nó thì nhiều bạn độc giả đưa ra đây là một giống như một cái chợ, rồi một cái chợ mà những cái ông bà nghị viên hay của một thành phố Westminster hay một thành phố của một đất nước gọi là cường quốc thế một thế giới mà giống như một cái chợ vậy đó. Và cái hành vi mà xấu nhất mà theo chúng tôi nghĩ đó là hành vi của ông Nam Quang, ông nghị viên Nam Quang mà chỉ lại ông Đoàn Trọng. Cho dù ông Đoàn Trọng là một người dân, một người phóng viên á, có hành xử như thế nào thì mình khi mà mình là một công chức, mà khi mà mình đã nghị viên á, mà mình trả thù lại bằng cách chỉ lại á, thì nếu mà anh Nam Quang mà sống trong một cái xã hội mà gọi là độc tài độc đảng thì Nam Quang cũng hành xử như vậy, là cũng độc tài và cũng tìm cách trả thù lại người dân. Khi mà mình đã là công bộc, mình đã làm việc phục vụ cộng đồng á, mình không bao giờ nghĩ đến việc mà cái hành xử như vậy á, hành xử một cách mà kém văn hóa, gọi là quá lưu manh luôn. Vâng, rồi đó anh Michael, thì anh đã sống ở Mỹ rất là lâu rồi và anh tham dự rất là nhiều sự kiện, thì anh đã từng chứng kiến qua hình ảnh là người ta cãi nhau y xèo ở trong cái phòng họp của một thành phố như vậy lần nào chưa? Lần đầu tiên coi như là Michael thấy ở ngay tại thành phố Westminster, và coi như là cũng đã không có gặp những cái chuyện ẩu đả giữa các nghị viên và những người cư dân như vậy. Trước đây thì lâu, thật lâu rồi, hình như ở bên bên Nga hay là bên bên Âu Châu thì có một cái sự việc thôi, ở Đài Loan xin lỗi, ném dép lên những người nghị viên này kia thôi, nhưng mà còn cãi nhau như vậy thì hình như là không thấy xảy ra ở Mỹ. Đó thì là một cái cũng đáng buồn. Vâng, là một điều rất là đặc biệt là khi mà mấy anh nhìn thấy đó, làm cái sự rối loạn đó đa phần là giữa bốn người Việt Nam với những người cử tọa bên dưới cũng đa phần là những người Việt Nam không ạ? Mà trong khi mà người Mỹ thì họ là ít ồn ào hơn, điều đó nó nói lên điều gì thưa anh? Thì thưa anh, bởi vậy có nhiều người chính như là anh Vũ Hoàng Lân, cô Amy và nhiều người khác cũng gọi là cái gì ha, tức là giống như phản biện, nói rằng là Jimmy Huỳnh không nên xin lỗi người Mỹ. Giống như anh nói là họ nói, họ dẫn chứng, họ nói là họ đi họp, họ xem rất là nhiều, tại vì chưa biết chứ, bà Amy bà nói quốc hội họp họ còn chửi nhau dữ dội hơn nữa. Nhưng mà Khải có giải thích với một vài người, như Khải nói với anh đó, Khải nói là chúng ta đừng nhầm lẫn
cái cường độ, cái ngôn từ, cái thái độ, đúng không ạ? Giả dụ khi Khải trình bày, Khải có thể rất là hung hăng, rất là mãnh liệt, rất là cương quyết. Khải dùng những cái từ giống như Ngô Kỳ rất là mạnh bạo, rất là coi như là quyết liệt, lên án rất là dữ dội. Nhưng cái vấn đề trật tự, đúng không anh? Cái vấn đề mà giống như anh Michael nói, anh theo dõi thì nó phải có trước, có sau, có trên, có dưới, có người nói, người nghe. Chứ không thể nào có cái sự hỗn loạn là mạnh ai nấy nói như vậy được. Bằng chứng là Khải với anh Vũ Hoàng Lân, anh Vũ Hoàng Lân có hai cái microphone nhờ Khải thông dịch. Là anh nói là để anh, hồi đầu anh là anh dịch cho bà Amy, Khải dịch cho ông Charlie. Rồi cuối cùng mỗi người dịch cho hai người, nhưng mà anh biết không thể dịch được tại vì họ tranh nhau nói, không ai nhường nhau. Thì cái chuyện đó Khải đồng ý với anh Jimmy, Khải rất xấu hổ và Khải cảm thấy nếu mà Khải là Jimmy, Khải cũng cảm thấy là rất, nếu mà Khải viết báo, Khải sẽ chính thức là xin lỗi cư dân của thành phố, nhân viên của thành phố và những cộng đồng khác. Nếu mà chúng ta có những người thị trưởng, nghị viên đại diện cho chúng ta mà hành xử như vậy, làm mất thời gian của thành phố, mất hình ảnh của thành phố, mất gọi là gì đó, cái uy tín của thành phố. Vâng, rồi Vũ thì nhận xét như thế nào về cái văn hóa mà tranh luận giữa thành phố như vậy, là khi mà họ nói chồng lên với nhau, tranh giành nói thế nào ạ? Thì cái đó chúng ta thấy là cái nó không có giống như trong, không có một cái khuôn mẫu, không có một cái trật tự, mà cái đó là giống như một cái mạnh ai đã nói, và nó không có tổ chức. Nó như một cái chợ, những người mà khán giả họ đánh giá rất là đúng, như một cái chợ không có người điều hành, không có người điều hợp, mà ông Nguyễn Mạnh Chí ông cũng không thấy vai trò một người cầm chịch nữa. Những người viên khác người ta không nghe lời, người ta muốn làm gì là làm, và ngay cả ông luật sư của thành phố cũng không có biện pháp nào để chặn những người những cái nào đúng, cái nào được nói mà cái nào không được nói, mà mạnh ai đã nói, nó không như giống như một cái chợ, nó là không thể nào nói, không có nào hỗn loạn. Anh Mai còn nghĩ sao? Thì cũng đồng ý với anh Vũ là coi như là ba tán loạn hết trơn, nó giống như một cái chợ, mấy bà người ta cãi nhau đó thì mình không ai nghe ai hết, mà nó hai ba nhóm khác nhau, cho nên nó là một cái không có trật tự gì hết, mà ông thị trưởng cũng không có ai nghe lời ông hết, ông gõ búa thì cũng không ai nghe hết, thậm chí là ông tắt micro mấy lần tắt luôn hoặc là ông luật sư của thành phố hoặc là city manager cũng im ru, cảnh sát thì cũng đứng ra thôi, không có làm gì được hết, mà cãi nhau gần như là mình cảm thấy nó rất là hỗn loạn. Mà vâng, rất là thì theo như anh là cái văn hóa mà coi như mình cách ứng xử như thế nào cho đúng ạ? Nếu mà một cái tranh luận đó thì sẽ như thế nào? Phải gọi là phải có người nói trước và có người nói sau, và cái người thị trưởng có thể lúc mình gõ búa như vậy, nếu mà có uy tín thì chắc chắn là những người cư dân và những người họ dưới làm việc với ổng thì cũng sẽ phải để nghe những gì ổng, ý kiến của ổng, rồi từ đó họ sẽ ngồi xuống thay phiên nhau để mà trao đổi debate. Vâng, anh Khải Đào thì có ý kiến như thế nào? Khải xin tiếp lời anh Michael. Kính thưa quý vị, thật sự là bởi vậy Khải rất buồn khi những người như Bác Cường hoặc là những dư luận viên trong nước, kể cả cái người mang nick Tây Đô đó, họ sẽ nhân cái cơ hội này để họ nói là Việt Nam không nên dân chủ hóa. Tại vì nhìn thấy dân chủ nó hỗn loạn, đúng không? Nó tè le, nó gọi là lôn côn như vậy, chẳng ai nghe ai, không có trật tự, không có gì hết. Thì họ hoàn toàn sai. Giống như anh Michael nói là quý vị còn nhớ chính thượng nghị sĩ Trần Ánh Nguyễn, ngay trong cái buổi họp quốc hội ở Thượng viện Cali, đã bị áp tải ra ngoài, dẫn độ ra ngoài. Ở Hoa Kỳ, mặc dù nói là dân chủ, tự do, đúng không? Anh biết, đừng có nói là cảnh sát bắn chết mình không. Những người bị bắn chết, bị cầm tay là vì họ vi phạm những cái quy định họ, đúng không? Không nghe lời cảnh sát khi cảnh sát ra lệnh cho họ. Mà cảnh sát ra lệnh thì cũng phải biết luật và phải ra lệnh cho đúng. Chứ không phải như là những chế độ độc tài mà nói là mặc quân phục, mặc áo cảnh sát rồi muốn làm gì làm. Thì ở Hoa Kỳ cũng vậy, trong buổi họp như anh Michael nói, cái người cầm chịch đó, cái người điều hành buổi họp của anh Michael, họ hoàn toàn có quyền yêu cầu nhân viên đưa cái người đó ra ngoài nếu họ hành xử theo đúng trình tự pháp luật, theo đúng quy định. Có nghĩa là sao? Thay vì anh tắt microphone của người ta, tức là chính cô thư ký còn nói không được tắt mà, có nghĩa là anh làm sai luật. Rồi hóa ra anh cứ cãi chồng lên, hai người là thành ra giống như con nít cãi lộn. Nếu mà anh đã giải thích cho cái nghị viên đó, cho thành viên hội đồng thành phố một cách rất là từ tốn, và anh phải tôn trọng cái quyền người ta, anh không có quyền cắt microphone, cúp tiếng bởi làm cho người ta tức. Và làm như vậy là anh cũng, Amy nói cũng có lý, là anh bịt miệng người ta. Thay vì như là người ta đòi phát biểu, anh phải hỏi luật sư là thứ nhất anh có quyền cấm không cho phát biểu hay không,
đúng không ạ, nói là cái này nó có thể gây nguy hiểm cho thành phố có thể bị kiện. Tôi yêu cầu là ngưng, không có bàn về cái này. Đúng không ạ, nếu mà luật sư đồng ý thì anh ngưng, còn không thì anh phải khôn ngoan. Anh nói ok, ok, bà Amy thứ nhất là bà có quyền phát biểu, nhưng mà bà phải biết là nếu mà bà nói mà có những cái lời lẽ gì đó mà bà Kim Bi Hồ, bà có thể dùng cái đó để kiện thành phố là tôi phải ngưng bà. Đúng không? Thì khi mà bà này bà nói cái đó là anh nói không, không bà Amy, tôi không phải bịt miệng bà, nhưng mà bà nói như vậy là thành phố sẽ bị kiện. Luật sư, đúng không? Nói như vậy có bị kiện hay không? Nếu mà luật sư chỉ cần yes là anh ấy, bà Amy tôi yêu cầu bà ngưng, không có nói đề tài này nữa. Lần thứ nhất, tiếp tục nói, luật sư, bà nói như vậy thành phố có bị kiện không? Ông luật sư nói yes. Bà Amy, lần thứ hai tôi yêu cầu bà không nói về cái đề tài này nữa, không nói về cái chuyện, cái dẫn chứng những cái thông tin đó nữa. Lần thứ ba, bà tiếp tục bà nói leo, thì lúc đó anh chỉ cần nói, cảnh sát trưởng, tôi yêu cầu quý vị mời bà Amy, đưa bà Amy rời khỏi phòng họp. Tại vì bà Amy làm sao? Làm rối loạn cái buổi họp, xâm phạm cái quyền tự do của những người khác, vâng, khiến cho cái cuộc họp, đúng không ạ? Nó không giống hệt như họ đã dẫn độ bà Janet ra ngoài, mặc dù là thượng nghị sĩ. Hỏi anh chứ thượng nghị sĩ còn bị áp tải ra ngoài mà nghị viên là cái gì? Nhưng mình phải làm đúng luật, thưa quý anh. Vâng, chúng thì ta thấy, chúng ta thấy cái sự hỗn độn ngày hôm thứ Tư á, cái là cái một cái hậu quả tất yếu của việc là một những cái một cái phe nhóm mà chỉ định những cái thành phần mà không có đạo đức, không có tư cách để ra ứng cử. Và chúng ta thấy từ bà Nhật Linh rồi những người mà trong phe nhóm của Trần Thái Văn thì cũng chọn Nam Quang rồi bà Amy ra để tranh cử, để có những cái phe tiếng nói hợp tác với nhau để làm phe nhóm, rồi từ từ những cái mâu thuẫn rồi phát sinh ra, rồi bây giờ tán ngửa ra là do người, Trần Thái Văn, do chị đó, ta cũng là quốc lần mà, bây giờ dạ, cái đó cũng là một cái hậu quả từ dạ, những đưa cái chuỗi từ 2-3 năm nay mà cái phe nhóm nó tạo ra, rồi bây giờ nó khác biệt về cái quyền lợi nó phát sinh ra vậy. Mà nếu như mà Vũ đó mà làm cái vị trí của ông Charlie Nguyễn Minh Chí, tức là ngồi ở vị trí của thị trưởng mà điều khiển cái phiên họp đó, thì Vũ sẽ làm như thế nào? Nó có nhiều vấn đề lắm, vì em không ở vị trí của ông Nguyễn Minh Chí để làm việc trong hợp đồng. Nhưng mà khi mà chúng tôi giả sử chúng tôi được bầu lên làm thị trưởng, thì chúng tôi chắc chắn là không có làm việc theo phe nhóm mà phục vụ cho quyền lợi của người dân, thì cái đó quan trọng nhất. Không có phục vụ cho bất kỳ một cái phe nhóm nào mà không có dành quyền lợi cho người thân hay là bạn bè, mà khi mà mình là làm vào cái công bọc của người dân á, công bọc những cái vị trí như vậy á, là mình phải phục vụ, mục tiêu của mình là phục vụ người dân chứ. Nhưng mà với vai trò một cái người thị trưởng mà mình điều khiển một cái buổi họp mà người ta cứ nói chồng, người ta dành nói hoài, thì lúc đó ông thị trưởng sẽ làm cái gì nếu mà Vũ là thị trưởng? Bây giờ nó quá hỗn độn rồi, bây giờ không lẽ cầm búa cứ gõ hoài bây giờ mà tắt cũng không được. Nhưng mà dạ, bây giờ nó nhiều yếu tố pháp lý lắm, mà ý chúng ta em nghĩ tốt nhất là nếu mà ông Nguyễn Văn Chí hợp tác với ông luật sư á, anh thấy là khi mà bà Amy phát biểu về bà Kim Bi Hồ á, thì ông Nguyễn Văn Chí cũng nói là có những cái gì mà defamation á thì phải ngưng lại liền, vì ông đẩy rất nhiều qua ông luật sư, vì không phải muốn người ta nói gì nói đâu, mình nói sai mà xúc phạm với bà Kim Bi Hồ có thể kiện thành phố luôn, không phải giỡn đâu. Cho nên nó rất nhiều vấn đề pháp lý đó, nên mình không có ở vị trí của ông Nguyễn Minh Chí, nên em không thể nói được, nhưng mà vâng, rất là khó khăn. Rồi, xin mời ý kiến của anh thị trưởng Michael ạ. Cái ý kiến của Michael, góc độ Michael nhìn như vậy, không phải là ngày một sớm. Với vai trò là một thị trưởng thì anh sẽ điều khiển như thế nào? Không phải một sớm, thứ nhất là không một sớm một chiều mà ông thị trưởng có bị mất cái uy tín như vậy đâu. Tại vì nó có những cái nó cộng vô, nó add on những thời gian qua, cho nên những người nói người ta không nghe nữa, cư dân người ta cũng cãi lại, hoặc là nghị viên, những người làm đồng trong hội đồng họ cũng cãi lại, không nghe nữa. Do đó cái uy tín cũng không còn nữa, gần như vậy theo cái nhận xét của tôi. Nếu mà mình là một người thị trưởng, nếu mà làm được làm cái công việc đó thì mình phải xử sự theo một nghĩ nếu mà ông Nguyễn Minh Chí là thị trưởng, rồi những người mà chống ổng như Amy Nam Quang thì ai làm tốt hơn, ai có phục vụ cho cộng đồng tốt hơn?
Không, cái mình không có trả lời thẳng được, tại người nào cũng là cái công việc của người ta là phải phục vụ cho người cư dân, cộng đồng, đúng không? Nhưng mà mỗi người nó đã có những cái quá trình riêng cho mỗi người, do đó mình không có so sánh giữa ông Charlie hoặc là Amy hoặc là ông Nam Quang được hết. Thì nhưng mà theo mà còn nhìn đó là cái buồn đây đó là những người cư dân sẽ mất nhiều thời gian, mất tiền bạc và mất cái những cái thời gian, thay vì thành phố Westminster đi lên thì giờ đi lùi. Nếu mà cái thời gian, cái đề tài họ bàn luận mấy tuần nay, mấy lần này có ích lợi gì cho thành phố hay không? À, thực sự Michael cũng không theo dõi chi tiết những cái agenda, những cái công việc của trong giữa Amy và bà Kim Ly Hồ đó, tức là công của ai, ai làm sai đó, thì hai giữa hai cái người nghị viên đó hoặc là những người nghị viên khác thì nó giống như kể công đó, thì mình thấy không nên. Trong một cái hội đồng là một team, Mỹ đó là team, mình là cùng một cái hội đồng cũng có 4 người 5 người gì đó, thì mình sẽ cùng nhau cùng đều hưởng được cái credit giống nhau hết, giống như 4 anh em mình share một cái clip như vậy, team là work, cùng teamwork. Mỹ đi làm cho hãng Mỹ là teamwork, chứ mình là individual, tôi không là, it's not gonna work, ok? Mình phải làm teamwork, cho nên cái đó là cái sai của Việt Trung, cái team của Westminster City, Westminster is wrong, là total wrong, theo Michael nhận xét. Đúng ra là phải công là công chung hết, chứ không có người này người kia, không có tự, you know. Tại vì một lần này dành công của mình thì đến sự kiện tới là dành công cho sự kiện đó, trước là dành công hoài thôi. Đúng rồi, theo Michael nhận xét, cái góc nhìn nhiều người cũng nhận xét giống như Michael là... người này đặt tên đường kia thì người kia đặt cái công trạng khác, nó dành công nhau quá, chỉ hai người ba người nó như vậy, nó cứ error nó đâm ra, nó mỗi lần mà họp như vậy nó có những cái chọi nhau và trở nên cãi nhau. Vâng, cảm ơn anh Michael. Thì đối với ý kiến của anh thị trưởng Khải Đào thì như thế nào, anh điều khiển phiên họp như vậy thì anh sẽ xử lý như thế nào? Thì giống như anh Michael có nói và chính Vũ nói trước đó, tức là mình không có công tâm, mình không có vì ích lợi thành phố, và như anh Michael nói, chính vì vậy đồng viện mình họ bất mãn và cư dân họ cũng thấy được cái chuyện đó, thành ra cái uy tín mình nó không còn. Và giống như Khải nói, mình phải nắm luật, và vì mình làm đúng mình người ta mới nghe, nói phải cụ cải cũng nghe, đúng không? Khi anh gõ búa anh phải gõ đúng, và quan trọng là luật sư người ta biết anh làm đúng luật, người ta mới binh chống lưng cho anh được. Thì khi mà anh quay qua anh hỏi luật sư say yes liền, là lúc đó Khải mời cảnh sát áp tải ra ngoài liền. Nhưng nếu mà mình làm sai thì luật sư không thể nào binh vực mình được. Cứ gõ búa hoài, coi như tiếng Việt Nam là... Chính thì cứ gõ búa hoài mà tại sao sẵn cho Khải nói luôn. Quý vị nhớ Khải hay bị người ta lên án, chính Mai Tiến Dũng nói là Khải cứ lên Khải chửi ông Charlie là ngu hoài, thành ra truyền thông dòng chính họ mới coi thường cộng đồng mình. Quý vị thấy hôm vừa rồi Khải đâu có chửi ai ngu nữa đâu. Cái chuyện này là như chính anh cũng thấy đúng không ạ, là chính vì mình gõ búa mà gõ hoài riết là nó lâm lờn, và cái hành động đó nó không còn giá trị nữa. Đến lúc cần thiết, đúng không? Đến ngay cái thời điểm cần thiết nhất anh gõ búa thì nó không còn cái giá trị nữa. Vâng, còn đối với suy nghĩ của Minh Giang này, Minh Giang nghĩ như thế này quý vị. Tức nghĩa là trong các cái cuộc tranh luận đó mà mình thi dự những cái phiên tòa, chúng ta cũng đã thấy rồi. Thí dụ như luật sư là cái người nói nhiều nhất cơ mà. Rồi ngay cả thẩm phán, ngay cả công tố viện họ cũng là những người nói, nhưng mà họ nói một cách rất trật tự, tức nghĩa là cái phiên của người nào người đó nói. Và khi mà người ta nói hết ý, mình có bực bội cỡ nào mình ghi xuống và mình đợi để mà tới lúc mình phản biện, chứ không phải là người ta nói cái ý đó mình thấy là tự nhiên cái mình nhảy thọt vào mình phản bác lại ngay lúc đó là không có được. Bởi vì nghe rằng Nguyễn Minh Chí hay là những người ở trong cuộc đó hay nói là my turn mà coi như là my time gì đó, mà các thứ dành nhau để nói mà dành nhau nó nói như vậy không phải là văn hóa. Còn những cái mà ví dụ như mình thấy ở bên Đài Loan chẳng hạn, họp nghị viện rồi nó lên nó nắm cổ leo xuống rồi thậm chí là quăng dép quăng nón, cái đó không phải là cách hành xử, cái đó là những người đó cũng vi phạm pháp luật nữa. Họ cũng đúng không? Án cũng bị mình coi thường. Nhưng mà trở lại như mấy anh nói, cái đó là cái vấn đề điều hành á, phiên ai là cái người cầm chịch, là cái người cầm búa đó. Nhưng mà chính như anh Michael nói, chính vì anh hành xử bao nhiêu lâu nay người ta nói là anh bịt miệng, đúng không? Anh thiên vị, anh không công bằng, thành ra người ta không tôn trọng nữa. Mà chính ông luật sư bây giờ ông cũng né, ông không dám binh anh nữa. Chứ còn nếu mà anh là người cầm chịch, xin lỗi nha luật, đúng không? Anh gõ búa xuống mà không tôn trọng cái gõ búa của anh, cảnh sát mời anh ra liền. Ở trong tòa mà tòa rồi gõ búa là cái chuyện quan trọng lắm ấy, tổng thống của Mỹ, cựu tổng thống đúng không, mà tòa gõ búa nói anh không có được quyền lên tiếng nữa, hay là anh không có được ra ngoài bộ phát biểu nữa, mà không nghe lời, không tuân lệnh đúng không, còn bị đi tù, còn bị phạt, chứ đừng có nói. Nhưng mà ý Khải nói, nhưng mà anh phải làm đúng, chứ không phải anh cầm cái búa rồi anh nghĩ là cứ gõ rồi cứ tự gọi là nó gọi là
gì đó tùy tiện để mà anh ra những cái lệnh thì không được, mình phải nắm luật và làm đúng luật. Còn nói nữa, trường hợp mà nói chồng nó leo thì thế nào anh? Thì rõ ràng cái người cầm chích nói ok, ok, hold on, đúng không? Nhưng mà bao nhiêu lâu nay nếu mà mình công tâm, đúng không? Mình là con người mà có uy tín thì khi mình nói, mọi người bình tĩnh, rồi anh phải làm sao sắp xếp. Ok, bây giờ sao mỗi người 3 phút, hay là giờ ai muốn nói trước? Mà anh công tâm, anh giải quyết một cách êm đẹp, một cách là hợp lý thì mọi người tôn trọng thôi. Nhưng mà chính vì phải nói như nãy anh nói đó, anh cúp phone người ta. Cúp phone không phải là một cái quyết định đúng đắn. Giống như bây giờ Vũ đang tới nói Khải bịt miệng không cho Vũ nói, Khải nói thì tự nhiên nó sẽ trở nên cái chợ, đúng không? Còn mình nói chuyện tôn trọng nhau, Khải nói xong đến phiên Vũ nói là Khải im lặng, đúng không? Đến phiên của anh Michael, giống như bây giờ anh Minh Giang đang cầm chịch nữa, nhưng mà anh phải là công tâm, anh phải hợp lý. Chứ còn xin lỗi, anh để cho ông Michael nói 10 phút mà Khải cứ đứng Khải nghe hoài thì một là Khải bỏ đi, hai là Khải chửi, chứ sao mà Khải đứng đây mà không cho Khải nói. Thì trong cái hội đồng cũng vậy, đúng không? Anh cầm búa nhưng mà anh giải quyết làm sao nó êm đẹp, nó hợp lý, nó công bằng thì người ta sẽ tôn trọng, người ta sẽ nghe lời anh. Còn không thì anh mất đi cái uy tín, người ta không nghe lời anh nữa. Mà tại sao thành phố Westminster lại xử sự như vậy? Họ không có một cái quy chế để mà gọi là quy tắc xử sự chung à? Vũ có biết cái điều đó không? À, em nghĩ thành phố Westminster không giống bất kỳ thành phố nào trên đất nước Mỹ hả? Mà cần phải học hỏi ngay tại thành phố Andro nè. Thành phố Andro, nếu mà anh vào phòng họp của Andro, họ rất là trật tự, mà họ rất những đồng viên với nhau, họ rất là tôn trọng nhau, họ ứng xử với mặc nhau. Dù trong cái hội đồng đó vẫn có nhiều người Việt Nam, đúng không? Có nhiều với bà phó trưởng Cindy Trần nè, rồi bà Kim Nguyễn nè, là Miss Mexico, Joe Đội Vinh. Cô Kim Nguyễn là Miss Mexican với Việt Nam, Lai. Thì họ cũng ứng xử với nhau và những cái agenda họ đưa ra là những cái cho công việc trong thành phố, chứ không phải như thành phố chúng ta đưa những cái chuyện gì đâu ra mất thời gian, đoạn chuyện trên gọi là chợ trời đâu đem ra rồi mà suốt ngày mà chúng ta biết là một chuỗi dài nói về chuyện cờ rồi treo cờ rồi, chứ không có ảnh hưởng gì. Thành phố phát triển kinh tế, an sinh xã hội, an sinh con người già, y tế, nhiều vấn đề, chứ không phải một những cái vấn đề đã đeo treo cờ đổ lên đường, mà thật ra không phải đi đổ lên đường, chỉ là treo một cái bảng ở một cái đường, chứ không phải là làm rồi đam đi làm lại, rồi người này tranh công, người này tranh công, làm không biết làm trò hề cho thiên hạ, rồi vừa tốn tiền của người dân trong thành phố mà không mang lợi ích gì cho người dân. Chúng ta nói là phải mang những cái benefit cho người dân, chứ không phải mang những cái mỹ dân. Nếu mà sánh cho phép hỏi hai anh luôn, ba anh luôn, anh nghĩ sao về vấn đề là thứ nhất là mấy người đó lên án, tức là khiển trách bà Amy, là ý nói là bà hành xử không có đúng ý, họ không hài lòng. Cái quan trọng hơn, chính vì vậy bà nghị viên Amy với nghị viên Nam Quang mới quay qua tố cáo bà phó thị trưởng Kimberly Hồ là gây quỹ rồi giật tiền nhá. Thì hai anh nghĩ sao về những cái là cái nghị trình đó? Em nghĩ cái đó là thành phố Westminster không phải một cái tòa án. Nếu mà muốn đem bà Kimberly Hồ là phải có một cái phán quyết của tòa án. Thì nếu mà bà Kimberly Hồ có làm gì sai á, thì cái người mà giống như cô bé đó, hai người nhà, người đại diện quyền lợi á, kiện bà Kim Hồ, đã có cái tòa án, bà sai thì mới đó đưa thành phố để khiển trách được, hay là censor gì chẳng hạn. Chứ còn bây giờ thành phố đâu phải một tòa án đâu mà có thể đem ra để xử bà Kim Hồ, mà nếu mà không làm một cách đấy vậy, bà Kim Hồ có thể kiện lại thành phố luôn, hay giỡn đâu, mày muốn đưa người ta ra nói là được bậy là được đâu. Vâng, anh bà còn nghĩ sao? Trở lại cái câu hỏi hồi nãy trước đó đó, theo Michael thấy nha, tất cả những cái thành phố hay là county, quận, hoặc là ngay cả thành phố lớn Los Angeles, nó có những cái guideline là cái guideline đây đó, là lúc mà ông thị trưởng nói được bao nhiêu phút, các nghị viên nói bao nhiêu phút, tất cả city council chắc chắn phải có vấn đề đó. Ngay cả những cái guideline giống như là trước khi họp phải chào cờ, rồi phải tuyên thệ, rồi này kia, hoặc là nó có những cái guideline mình phải theo, thì nói bao nhiêu phút chắc chắn phải có. Nhưng mà lúc mà debating giữa mấy người nghị viên với nhau đó, họ bất cần cái đó nữa, tôn trọng cái đó nữa. Cái đó cái ý kiến này. Vâng, thật ra thì chúng tôi có đi đến tham dự rất là nhiều các cuộc tranh cãi, đặc biệt ở trong phiên tòa đó. Thì ngay cả ở Việt Nam cũng vậy, người ta cũng không có cái hạn chế cái thời lượng cho bất cứ một cái người nào. Nhưng mà anh nói phải vào vấn đề, ngay cả ở Mỹ cũng vậy. Thí dụ như là chúng ta thấy là bữa hôm đó là Amy với ông Charlie Nguyễn Minh Chí cũng có hỏi ông
ông luật sư đó. Và ông luật sư nói là phải nói về những vấn đề có liên quan tới thành phố. Và nó liên quan thành phố chỗ nào? Nếu như cái phát biểu đó mà tự nhiên mình thấy nó không có liên quan thành phố thì mình phải cắt, hoặc là mình phải ngưng, hoặc là mình phải yêu cầu phải đi qua một đề tài khác. Cho phép Khải sang ngang. Đó, ví dụ như vậy, nếu mà anh hỏi Khải là thị trường đúng không? Giờ ông Vũ là bà Amy đi. Giờ ông Vũ nói cái Khải đó. Xin lỗi anh Vũ, cho phép hỏi luật sư nha. Anh chờ Khải tí xíu. Thì có phải là ít nhất là không phải là Khải cúp phone bà này. Đúng không? Không phải Khải cúp phone anh, bịt miệng anh không được nói nữa, anh lên diệt. Đúng không? Khải tôn trọng, anh Vũ chờ Khải tí xíu. Đúng không? Tại vì Khải hỏi luật sư coi là cái đó nó có thành phố có bị kiện hay không. Đúng không ạ? Mình pass xe qua rồi mới Khải coi, ấy anh Minh Giang, anh Vũ anh nói như vậy là mình có bị kiện hay không? Đúng không ạ? Thì cái quyết định của Khải là dựa vào cái ý kiến của luật sư. Đúng không ạ? Chứ không phải tự nhiên Khải ra lệnh cho thư ký nó không cho Vũ nói nữa cúp phone. Đó là lý do tại sao mà họ trở thành cãi lộn kìa. Mấy anh có thể thấy là cái đó cũng là một hậu quả của một cái tiến trình mà cái phe nhóm dự định làm việc trong một thời gian dài, mà những người có những cái nhóm thực thi nữa, giống như nhóm của bà, như bà Nhật Linh, bà cũng tiết lộ là những cái nhóm của bà phải đi lấy phiếu. Nhờ vậy mà Nam Quang hay bà Amy cũng được bầu vào vị nghị viên, là có những cái thành phần mà thành phố Badminton họ cấu kết nhau mà họ thâu tóm cái chính trị ở đây, chứ những người mà độc lập không có cơ hội để mà người tức ta là bà Nhật Linh cử. Bà thú nhận là bà chính bản thân bà cũng thấy Nam Quang không xứng đáng, Amy không xứng đáng, có phải không ạ? Nhưng vì bên trên ra lệnh nó cứ đi vận động đi rồi à, họ sẽ dạy dỗ mấy bên người là sao? Ông chơi là ai vậy chơi thầy ông Trần Thế Văn này, ông Chí Tà nè đó, dạ. Bà chính thú nhận mà thú nhận. Rồi bây giờ chúng ta mới thấy là thành phố Manchester là bị thâu tóm quyền lực chính trị của một cái nhóm, chứ không có những và người bà Nhật Linh bà nói là trong mỗi phiên họp anh Vũ nhớ là tại sao mấy người này không ngồi nghe mà cứ đi ra là nghe chỉ thị, ngồi xem điện thoại là nghe chỉ thị, thắt tới sắc lui là bên trên ra lệnh. Và chính bà Nhật Linh nói là Nam Quang đúng không, không có khả năng để mà tranh luận, và giống như anh với Khải nghĩ sao nói vậy, thành ra ngồi im lặng. Nhưng mà có những cái gì mà cần phải nói là đã có những người cố vấn, những ông lớn, tức là Nhật Linh nói đó, viết sẵn hết đúng không, tập cho đọc rồi lên đó cầm cái giấy phát biểu thôi. Thành ra chính Nhật Linh cũng nói là Nam Quan chỉ là những cái con cờ, chỉ là những cái puppet đó, là gì anh, tức là buông nhìn thôi. Dạ nhưng mà không, rồi thì anh nói sao chứ tôi thấy ông Nam Quang cũng nói chồng có người giải thích rồi anh, thì mình đã nói là như anh mấy anh biết rồi, cái mà khả năng giao tiếp đúng không, nó có hai loại ba loại, thứ nhất là văn viết đúng không ạ, thứ hai là cái còn là cái vấn đề giao tiếp ngoài chợ đầu đường xó chợ cãi lộn chửi lộn nhau, còn cái thứ ba là thuyết trình, hoặc là như anh nói tranh luận trong tòa, hoặc là anh đưa ra anh là trong cái gọi là gì cái hội trường đúng không ạ, anh đưa ra một cái đạo luật, một người thì chống một người thì muốn thông qua thì anh phải hùng biện, giống như Châu Đấu Vinh nói cái hùng biện đây là anh phải dùng ngôn từ hàng lâm và có lý lẽ, dùng những từ phải đao to búa lớn mới thuyết phục được đúng không, mới bảo vệ được cái lý lẽ, cái đạo luật anh muốn thông qua. Còn Nam Quang hôm qua tại sao sung như vậy là tại vì lúc đó gần như chửi lộn rồi, tức là ngôn ngữ chợ búa, chỉ còn mày để cho nó nói, tại sao không cho nó nói, thì cái đó không cần hùng biện, không cần lý luận, không cần những cái nó gọi là gì anh, và kỹ năng hoặc là những cái từ ngữ mà nó là chuyên môn đó, đại khái như vậy. Vâng, thì đối với vấn đề mà điều khiển một cái phiên họp hoặc là vấn đề mà liên quan đến pháp luật đó thì người ta dựa nhiều vào cái vai trò của ông luật sư. Thì mấy anh thấy rằng cái vai trò của ông luật sư thành phố có vẻ như rất là hạn chế và hình như là không hoàn thành nhiệm vụ. Và có lẽ ông ta rất là e ngại về cái sự đưa ra một cái điều mang tính chất quyết đoán. Điều đó thì nó tại sao vậy thưa anh mấy anh? Đặc biệt là anh Michael chứ ạ. Thôi mời Khải đào trước đi. Dạ vâng, có hai cái kính thưa quý vị, nếu mà nói về lâu dài như Khải cũng nói sơ với anh rồi là cái người luật sư này đúng không ạ, họ cũng yếu kém. Không biết hồi hôm qua trong lúc hôm thứ tư Khải có phát biểu, Khải dùng cái từ inept, incompetent nói chung cho họ luôn, tức là cũng là trình độ yếu kém, không có đủ chuyên môn khả năng. Mà có ba điều luôn. Điều thứ hai là anh biết bây giờ họ đang nói là họ chia làm hai phe đúng không, có hai nhóm, mỗi nhóm có hai người, bây giờ đang đưa gà ra thì ông luật sư cái tổ hợp của họ không biết tháng 11 này cái nhóm nào phe nào sẽ là chiếm đa số
thành ra họ chưa biết bên ai chống ai, đúng không ạ? Và điều thứ ba bà Nhật Linh cũng tiết lộ luôn là anh Michael với Vũ có biết, là anh Minh Giang có biết á, là hàng ngày thành phố phải trả tiền cho ông luật sư này bao nhiêu tiền. Anh biết luật sư bên Mỹ mấy trăm đô la một giờ. Mà khi mà Amy trong vai trò là nghị viên gọi điện thoại cho ông luật sư, thì cô Amy cố nghĩ là cô chỉ gọi, cô giống như hỏi thôi, nhưng mà cô không hiểu. Đúng. Cái tổ hợp luật sư này nó ký hợp đồng với thành phố, một năm nó chạc cả triệu đô la, mấy trăm ngàn đô la. Và mỗi lần mà nghị viên gọi điện thoại cho ông luật sư này, ông tham liền. Mà mấy anh biết luật bên của luật sư không? Anh gọi một cái là tính một giờ liền 500 đô. Đúng là minimum. Anh nói 3 phút nó cũng tính anh 200 đô, 500 đô. Lassie. Dạ vâng, Lassie thành ra cái mà mỗi ngày Nam Quan với Amy gọi ông liên tục. Bà Nhật Linh bà kể mà, thành ra nó là con gà đẻ trứng vàng cho ông luật sư. Ông đâu có dạy mà ông tống cổ bà này đi. Ông mấy ông luật sư còn muốn nấu chè ở trên điện thoại cũng vẫn được. Ông dạ muộn sao mưa. Đúng, bây giờ quý vị, cái ông cứ dạ nay rồi bà cứ gọi lại cho ông. Ông à, ghi, ồ hôm nay Amy gọi tôi 3 lần. Rồi ông bill cho thành phố thôi thưa anh. Một giờ của luật sư á, nhiều khi họ chặt mấy có khi đô? Là 7-8 đô là chuyện bình thường đó. Cho nên là thành ra là cái chi phí rất là nhiều. Thì Vũ nghĩ như thế nào đó vai trò ông luật sư? Thì em nghĩ là ông cũng là đóng xích vai trò để ông thị trưởng hay người nghị viên hoặc là những người dân để điều phối vấn đề luật pháp, hay có cần cái gì mà những câu hỏi hay là những cái điều gì, giống như hôm qua ông Nguyễn Mạnh Chí cũng trước khi mà bà Amy nói cũng ông cũng hỏi ý ông luật sư á, là những cái gì mà bà Amy nói đụng chạm mà defamation với bà Kim Middle phải ngừng ngay, thì cái vai trò của ông là việc tư vấn về pháp luật. Và một trong những vấn đề mà ông luật sư ông cũng không có làm nghiêng về cái phía nào đó, là cái công việc của ông để kiếm tiền thôi. Ông kiếm tiền, hay là ông luật sư thành phố là có thể, em không hiểu đúng là có thể, ví dụ mà ông mất lòng một bên nào đó mà đưa ra một quy trình mà sa thải ông, thì ba người đưa bầu phiếu giá là ông bị đuổi việc, đúng không? Thì ông đâu cần phải nghiêng bên nào, hay là gắn nhìn ông dung mà ông kiếm được nhiều tiền thôi. Cứ ai muốn hỏi cứ trả lời thì thôi. Vâng, còn nghĩ sao? Đó thì như anh Khải Đào vừa mới nói chia sẻ đó, luật sư là họ kiếm biết bao nhiêu tiền với cái cương vị ông luật sư như vậy. Thì cách đây 1-2 tháng hình như có buổi họp lên tới 3-4 giờ sáng cũng còn ở đó phải không? Dạ, coi như nếu ông là đó. Ông là một người luật sư mà ông ở như vậy thì ông im mà để cho mình cãi nhau hay là mình nói chuyện là thành phố sẽ tốn rất nhiều tiền. Dạ, rất nhiều tiền. Cho cảnh sát luôn, cho nên là một cái buồn cho cư dân của Westminster mà những buổi họp như vậy không có bổ gì hết. Thành phố trả tiền là cư dân đóng thuế cho cái đó là cái rất buồn cho những người. Nhưng mà lại có rất là nhiều các cái nghị trình mà họ đưa vào, ví dụ như liên quan đến cờ vàng chẳng hạn, liên quan đến đấu tranh, rồi liên quan đến vấn đề mà phản đối cái này cái kia cái nọ, liên quan đến vấn đề chính trị mà gọi là chính trị cộng đồng đó, thì cái điều đó nó làm mất thời gian rất nhiều. Thì mấy anh có nghĩ rằng đến một cái lúc nào đó người ta nên bỏ bớt những cái chuyện đó không? Nhưng mà sẵn em có hỏi anh Khải Đào, hôm tư em có câu này và Trần Linh mà nói là Nam Quan cỡ cái cờ bạc ra đây đừng có mị dân, thì anh Khải Đào nói cái câu nói của bà Nhật Linh như thế nào? Là kết hợp chung với câu hỏi của Minh Giang luôn. Dạ hoàn toàn đúng như vậy thưa quý vị, bởi vậy cái đó là mị dân. Bởi vậy bây giờ cái chuyện này cũng hoàn toàn mị dân. Bây giờ Khải đưa ra cái đề nghị, mấy anh nghĩ sao? Khải đã nói rồi, cái chuyện này không phải chuyện của thành phố. Cái chuyện rủ cờ, treo cờ, chọn ngày này kia hay là vinh danh ai đó là cái chuyện của cộng đồng. Khải đề nghị, tức là phải có người nào đó có uy tín, chú Phan Kỳ Nhơn hay là người nào đó, ví dụ như vậy, có uy tín trong cộng đồng, và cái tổ chức nào trong cộng đồng có uy tín phải mạnh dạn đứng lên, có xương sống và chỉ mặt cái hội đồng thành phố này, nói quý vị gọi là dạ. Quý vị không phải, quý vị tránh qua một bên, đây là chuyện của chúng tôi. Và cái đó khi mà thành phố có những cái gọi là gì anh, hội nghị viên hồng hay là bàn bạc gì đó, có quyền mời những cái này lại để sao cho họ thấy okay, bây giờ cư dân đồng hương, đúng không, cộng đồng đã quyết định như vậy rồi, bây giờ chúng tôi yêu cầu quý vị chọn ngày 30 tháng 4 năm tới sẽ tổ chức một cái đại lễ gì đó, vinh danh gì đó, dựng cái cột cờ gì đó, thì cộng đồng đã quyết định rồi. Đúng không ạ? Những nhân sĩ trong cộng đồng đồng hương đã quyết định rồi. Chỉ có thông báo cho những cái nghị viên hội đồng thành phố là quý vị có nhiệm vụ phải ủng hộ chúng tôi và phải thực hiện cái chuyện đó. Yeah. Anh Vũ đồng ý phải không? Yeah. Không có đem cái chuyện này ra thành phố để làm chi? Để tụi bay chỉ là muốn kiếm danh.
chứng minh là tụi bay quan tâm, tụi bay lo lắng, đúng không? Trong lúc tụi bay bằng bạc để mà kiếm phiếu, nó gọi là chiếm sóng á, là on air, chứ còn thật sự không có ích lợi gì hết. Cái chuyện này họ không đem ra thành phố bàn bạc thì chúng ta, quý vị, những người thật sự tôn trọng cờ vàng, yêu thương cộng đồng, vẫn có quyền tổ chức họp bàn luận mà, ra lệnh cho họ làm, không cần họ phải ngồi họ làm cái chuyện bàn bạc. Vâng, thí dụ như cái trường hợp mà Jane Fonda đó, thì tự nhiên mất rất nhiều thời gian để mà tranh cãi với nhau về những cái điều thay mà... vì cộng đồng, đúng không, quyết định. Chúng tôi yêu cầu thành phố quận LA phải chọn cái ngày khác, không được dùng cái ngày 30 tháng 4 để vinh danh Jane Fonda. Tôi yêu cầu ông Phát Bùi, tôi yêu cầu ông Andrew Đố, tôi yêu cầu bà Janet, tôi yêu cầu hội đồng thành phố Westminster phải đệ đạt, phải nói thông báo cho quận LA biết đây là nguyện vọng của người Việt Nam. Anh Michael thấy không, thì họ chỉ thực hiện cái nguyện vọng của người đồng hương mình thôi. Mắc mớ gì mà quý vị phải đem ra, quý vị ngồi bàn bạc mấy đêm liền để mà tốn tiền của thành phố. Vâng, thì nói về cái đề tài này chắc có lẽ còn rất là nhiều đó. Nhưng mà thôi, chúng ta tạm thời như vậy đi. Và có lẽ là mời mấy anh có một cái lời kết ha. Có lẽ là mời đầu tiên hết thì anh Vũ đi ạ. Qua cái sự kiện hôm thứ Tư, một số cái mới hỗn độn á, thì chúng ta thấy trong cái bầu cử tới vào tháng 11 á, thì quý vị cử tri đặc biệt ở thành phố Windsor nên bầu cho những người nào có tâm, có đạo đức, và thứ hai là đừng có phe nhóm. Cái đó là một cái quan trọng, mà không có phe nhóm và phục vụ cho chính các bạn, cho cộng đồng. Vâng, xin mời anh Michael. Dạ, thì như những gì các bạn ở đây chia sẻ, là trong tư mình lên bầu cho những người nào mà có tâm với cái cộng đồng và những người cư dân, họ làm cho thành phố đi lên, chứ không phải là để mà kéo cho thành phố xuống. Do đó mình phải chọn lúc mà mình bầu những người nghị viên, thị trưởng, mình nên nhìn cho kỹ những người đó, không có lệ thuộc vào ai hết. Xin cảm ơn các bạn. Nhưng mà những cách lộn xộn như giống hôm rồi đó, thì theo anh sẽ đề nghị như thế nào, họ kêu gọi họ như thế nào? Thì nói chung là với thành phố Westminster thì nó đi quá xa rồi, cho nên kêu gọi thì mình không dám kêu gọi, tại vì cái đó là cái nó đã những ngày tháng vậy là qua. Nó đi xa cho nó đi luôn hả? Không, mình chỉ có cách là bây giờ là người thị trưởng sẽ ngồi xuống nói chuyện với lại những người nghị viên, và phải hiểu, và người thị trưởng cần phải sửa đổi. Trước tiên là người thị trưởng phải sửa chính bản thân người thị trưởng, là để làm kéo lại cái uy tín, rồi từ đó mấy người nghị viên họ mới hiểu được. Cái đó không biết có làm được không, cái đó ở thành phố Washington họ có câu trả lời. Vâng, dạ. Mà cái lời kết của anh Khải ạ. Dạ vâng, như anh Vũ và anh Michael nói, kính thưa về những người này có xứng đáng hay không, bằng chứng là họ tự xưng là hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, đòi chống cộng, đúng không ạ, để mà giải thể cộng sản, thay đổi cộng sản, tại vì họ nói là cộng sản là mọi rỡ, là khỉ Trường Sơn, là phi dân chủ. Nhưng mà rõ ràng qua những cái hành động họ thể hiện trong những cái buổi họp vừa rồi, thì chính người trong nước, phải nghĩ những người trong nước, đồng bào rất là công tâm khách quan, thì cũng đánh giá họ như thế nào, mà nghĩ là có thể mà tin tưởng để mà mời họ về để mà gọi là dân chủ hóa đất nước hay không. Thành ra thứ nhất là những người này không xứng đáng để đại diện cho chúng ta. Và như anh Michael nói, cho phép Khải có hơi là có cái góp ý khác với anh Michael. Khải không có bỏ cuộc, Khải không thể nói thôi bây giờ, từ đó giờ lỡ bầu, từ đó giờ mình biết gì. Khải rất mừng, đúng không ạ, là những người mà từng ủng hộ những người này, đi vận động cho những người này, ngoài Nhật Linh còn nhiều người khác, và theo lời bà Nhật Linh bà nói, thì Khải nghĩ, quý vị thấy không, chính bà Nhật Linh bà nói là vì bà tin tưởng là, mặc dù bà biết những người này không có khả năng, không có phẩm chất xứng đáng, nhưng mà bà hy vọng là sẽ được đào tạo, sẽ được huấn luyện. Nhưng mà quý vị thấy, thứ nhất là chính Nhật Linh cũng xác nhận là Chí Tạ đã tạo ra một đám quái thai, chứ không có giúp cho Nam Quang trưởng thành được. Và cái như anh nói, cái vấn đề này thưa anh, ngoài vấn đề họ hành xử thiếu văn minh, nó còn rất là trẻ con, không có trưởng thành. Thành ra Khải nghĩ đã đến lúc chúng ta phải bãi nhiệm những người này để có thể thay thế họ bằng những người xứng đáng hơn. Tại sao? Tại vì họ không biết ăn năn sám hối. Không những vậy thưa anh Michael, họ còn chuẩn bị cài cấm người. Anh biết rồi, họ chuẩn bị đưa người họ ra ứng cử vào tháng 11 này. Mà nếu mà người của họ đắc cử thì họ sẽ nắm đa số. Và khi mà họ nắm đa số rồi thì quý vị nghĩ cái tương lai thành phố nó sẽ ra sao?
Thành ra Khải hy vọng chúng tôi sẽ tiến hành công cuộc bãi nhiệm Nam Quan. Khải sẽ nộp đơn, Khải đã chuẩn bị thành lập cái quỹ để mà có thể nhận tiền để mà xúc tiến công việc, và Khải sẽ tiến hành nộp đơn. Và rất mong những quý vị khán thính giả có bạn bè, người thân đang cư ngụ ở thành phố Westminster trong khu vực của Nam Quan đại diện là khu vực 4, thì hãy vận động gọi là thông báo cho họ để họ tìm hiểu thêm. Và chúng tôi hy vọng trong những ngày rất gần đây thì chúng tôi sẽ liên lạc để vận động, để xin chữ ký. Và nhất là những người nào mà cảm thấy đến lúc mà thành phố phải có những nghị viên xứng đáng hơn, trưởng thành hơn, công tâm hơn, đúng không ạ? Để mà ra gánh vác giúp cho thành phố phát triển, thì chúng quý vị cần phải đứng ra ký tên để mà đứng tên, đứng đơn bãi nhiệm Nam Quan. Vâng, thì đó là một cái ý kiến của tất cả các anh em cho quý vị. Và đối với chúng ta thì chúng ta đề nghị đó là thành phố thí dụ như là chưa có cái quy chế để mà làm việc như thế nào, cái quy tắc xử sự như thế nào, nên lập ra cái quy chế và nên học hỏi, và phải có một cái thời gian nhất định cho những cái người họ phát biểu. Có là cái thứ nhất, thứ hai là phải để cho người ta nói hết ý, và những cái ý đó phải đi vào trong cái nghị trình. Và sau đó thì có là cái điều khiển của một cái người mà gọi là chủ tọa đó là phải kiên quyết hơn, và tránh và tối đa không thể để xảy ra cái trường hợp mà gọi như giống cái ông vỡ tổ như thế này được nữa. Một cái chợ mà gọi là tới đó là chợ cá, và thực ra nói cái chữ chợ cá thì thậm chí là xúc phạm đối với những người bán chợ cá nữa. Đúng. Nhưng mà thực ra chợ cá còn không đến đổi như vậy nữa. Người ta cũng có người nghe, có người không nghe. Còn ở đây mạnh ai nấy nói, mạnh ai nấy tranh cãi với nhau. Còn ở dưới trong cái phòng họp thì coi như là ồn ào, náo loạn hết. Và những cái cảnh tượng đó là một cái điều rất là tệ hại trong con mắt của rất là nhiều người. Không chỉ là những người ở tại Mỹ thôi, mà những người tại Việt Nam nữa. Và xin chào quý vị, trở lại quý vị. Chúng tôi sẽ trở lại những cái đề tài như thế này nữa trong những lần tới. Và kính chúc quý vị một ngày thật là an lành, thật là vui tươi.